Hello các bạn, hello. Chào mừng các bạn đến với kênh Ngoại Vũ Hà. Hôm nay, Ngoại Vũ Hà sẽ nói về một vấn đề đang rất là nóng bỏng. Bởi vì hôm nay là ngày Valentine, ngày tình yêu. Khi chúng ta sống trong cuộc sống, trong cuộc đời thì ai cũng muốn có một tình yêu, nhưng không phải ai cũng có thể muốn là được. Và tội lắm quý vị ạ. Trên Facebook, con cháu của ngoại, con cháu của tôi 90% là nó bị ế. Nó không phải ế thường, mà là nó ế sưng, ế xỉa, ế nòi ruột ra. Nó ế mà thấy xấu hổ luôn. Suốt ngày nó ngoại ơi cứu con. Suốt ngày nó cứ bảo ngoại ơi, ngoại chỉ cắt cho con kiếm được người yêu. Nhưng mà trời ơi, nó không biết là bản thân nó là phải làm sao để được người khác chú ý và yêu nó. Mặt mũi thì xinh đẹp đấy, mà tiên sư tính nết thì có trời mới có thể thương được nó. Ông trời bao dung có thể thương mọi người được, nhưng loài người người ta không thể chịu chấp nhận được những cái kiểu mà tính hình như con dở hơi biết bơi. Tính tình là núc nóng núc nặng, mặt thì xinh nhưng mà trời ơi tính tình má ơi không ai chịu nổi. Ế là đúng rồi các con ạ. Đấy, các con không cần phải sửa làm gì, đừng có cần gì mà phải đập cái mặt rồi cứ suốt ngày chỉnh sửa cho đẹp. Để làm gì? Các con sửa cái nét đi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai thì bắt đầu nó inbox, nó bảo ngoại ơi cứu các con, ngoại ơi ngoại có thể làm một cái gì đó để cho cái ngày Valentine của chúng con nó không có bị đau khổ, nó không phải giống như địa ngục hay không. Ồ, thì hôm nay ngoại sẽ nói vấn đề thế này. Các con đừng có buồn, các con cứ nghĩ hôm nay là cái ngày Vu Lan đi. Đúng rồi, hôm nay là ngày Vu Lan đó. Mấy đứa nó yêu nhau, nó mua bông, mua hoa, nó mua sô cô la, nó tặng. Nó coi tình yêu của nó giống như là bố mẹ của chúng nó, hoặc là giống như là ông bà. Và đặc biệt là nó tôn thờ, đặc biệt nó đặt cái tình yêu lên bàn thờ luôn. Đấy, đặt lên bàn thờ và nó mua hoa, mua bông, nó tặng. Đấy, nó tặng. Thì các con cứ nghĩ đi, hôm nay là ngày Vu Lan, các con sẽ hết buồn, đúng không? Đó, này, nó còn chuyện này nữa. Mấy đứa mà yêu nhau ấy, nhá. Yêu nhau thì nhớ, khi mà được tặng hoa tặng bông ấy thì làm ơn đừng có post lên Facebook nhá. Đừng có post lên Facebook rồi chẳng may mẹ xui xui mẹ đụng hàng. Không, chưa chắc thằng đấy nó tặng một mình mà nó tặng hai ba đứa. Đấy, bể hàng, hạnh phúc vỡ tan. Đấy. Còn nữa, còn những cái trường hợp mà không ai tặng cả, tự mua hoa xong rồi tự ship về nhà xong rồi tự quay clip post lên Facebook. Ôi trời ơi, hôm nay có người tặng hoa cho mình này mà không biết nói tên. Này, chẳng có thằng nào ngu mà nó tặng mình mà nó bảo này không ghi tên. Nó để vô danh. Này, đừng có hão huyền nha. Và bây giờ thì ngoại sẽ tặng cho cả nhà một bài hát Valentine xinh đẹp nha. Và bây giờ bài hát xin phép được bắt đầu. Hôm nay 14 tháng 2, ngày xui vô đối thiên tai ngập trời. Cầu cho mưa gió bão bùng, nhà nghỉ lên giá cả vùng điện đơ. Hoa thì 1 triệu một bông, sô-cô-la dở ép các gấu bông ruột lòi. Ra đường gặp ta phải tai ương, xin cúp điện dép tàu giang đuổi về. Hình thịt ra chịch ra chẳng có vui, cái lộn tới sáng Valentine như Valentine như cùi, Valentine như bị cùi. Chúc cả nhà có một buổi Valentine thật hạnh phúc. Còn riêng mấy đứa ế thì đừng buồn, tình yêu nó sẽ tới thôi, không chấm thì chài. Thấy clip này vui, hãy bấm subscribe và share cho ngoại nha. Bye bye.